Xin chào các bạn và rất vui được gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo trên kênh đầu tư 6.0 của Lê Văn Lực. Và trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái trình duyệt Brave. Đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn trong cái thời gian hiện nay. Đây là một cái trình duyệt mà rất độc đáo, mới nhất tham gia vào cái thị trường sôi động hiện nay. Trình duyệt mã nguồn mở và miễn phí từ Brave có cái khả năng bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn các cái đối thủ cạnh tranh khác, và đây là cái trình duyệt giữ dữ liệu an toàn và cung cấp cho người dùng cái khả năng lưu lưu hoặc là xóa dữ liệu. Và đặc biệt là Brave được tích hợp sẵn cái tính năng theo dõi và chặn quảng cáo, không giống như hầu hết các cái trình duyệt phổ biến khác. Và Brave cũng giúp chống lại các cái cuộc tấn công và những cái phần mềm độc hại. Đây là cái trình duyệt sau khi tải xong và cài đặt thì cái trình duyệt này nó sẽ đăng nhập vào thì nó sẽ được như thế này. Ở đây ta có thể là tìm kiếm bằng cái công cụ Google hoặc là YouTube cũng rất là nhanh, tốc độ load rất là nhanh đấy, đặc biệt là không bị chặn bởi các cái quảng cáo gây phiền nhiễu cho mọi người. Thì khi mà Brave ra mắt thì thị trường đã xôn xao vì cái mô hình kinh doanh bất thường của cái trình duyệt này. Brave cũng đã thành công trong cái việc mà thực hiện hóa cái giấc mơ duyệt web để nhận được tiền. Dưới đây là một số cái lợi ích độc đáo của cái việc mà chúng ta sử dụng cái trình duyệt này. Thứ nhất là đây là một cái trình chặn quảng cáo mặc định. Thế là Brave nó chặn cái quảng cáo tự động, người dùng không cần phải tìm kiếm cái trình chặn quảng cáo hoàn hảo trên web nữa, và cái tính năng này được tự động chặn quảng cáo để bảo vệ cái thiết bị khỏi các cái phần mềm độc hại và việc bị theo dõi bởi các cái nhà quảng cáo. Cái tính năng theo dõi quảng cáo của Brave rất là chính xác. Người dùng được đề xuất quảng cáo phù hợp vì Brave thực hiện theo dõi bằng cái dữ liệu cục bộ. Cái lợi ích tiếp theo nữa là cải thiện cái quyền riêng tư trong khi mà duyệt web. Tính năng chặn quảng cáo độc hại tự động cho phép cái người dùng duyệt web an toàn hơn, và Brave cũng không có cái quyền truy cập vào cái dữ liệu nhận dạng người dùng. Tốc độ load của trình duyệt Brave cũng rất nhanh. Cái khả năng duyệt web của Brave là do không hỗ trợ với quảng cáo của bên thứ ba, do đó có rất ít cái nội dung để tải trước khi mà truy cập cái trang web yêu thích. Và một cái nữa, cái lợi ích nữa là bạn sẽ được trả tiền để duyệt web nếu muốn. Thì trước đây thì cái việc mà được trả tiền để duyệt web là một cái giấc mơ xa vời. Tuy nhiên thì cái trình duyệt Brave này đã biến cái giấc mơ này thành cái sự thật. Thì tất cả những cái gì phải làm là kích hoạt cái quảng cáo Brave, xem quảng cáo và nhận 15% doanh thu. Chúng ta biết rằng cái trình duyệt Brave có sẵn trên các cái nền tảng iOS, Android, macOS hay là Windows, vân vân. Thì người dùng trên các cái nền tảng này có thể duyệt web an toàn và nhanh chóng. Brave hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình mà không cần sử dụng nhiều cái bộ nhớ RAM, và nó không giống như hầu hết các cái trình duyệt khác thì Brave sử dụng rất ít RAM, tức là chỉ khoảng 170 MB thôi. Đây là một cái trình duyệt khá lý tưởng để bạn sử dụng ngay ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy truy cập vào cái đường link dưới cái phần mô tả của video của mình để tải về và cài đặt cái trình duyệt này để trải nghiệm cái những cái lợi ích mà trình duyệt này mang đến cho chúng ta. Đây là cái trình duyệt mà mình đã cài đặt sẵn rồi. Đấy, các bạn có thể là tải và cài đặt tham khảo thêm. Mọi người có thể là tải về để thay thế cho các cái trình duyệt khác. Ok, xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Và hãy nhớ rằng là chúng ta hãy truy cập vào đường link dưới phần mô tả để tải về cái trình duyệt này nhé.